Thưa quý vị và các bạn, một trong những sự kiện nổi bật trong tháng 8 vừa qua được đông đảo người dân và du khách quan tâm đó là giải đua ô tô địa hình thử thách vượt đại ngàn huyện Buôn Đôn Sainlun Cup 2023. Mặc dù lần đầu tiên được tổ chức tại miền Trung và Tây Nguyên nhưng đã rất thành công, thu hút lượng lớn người theo dõi và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. 200 tay đua đến từ các đội đua trong nước và quốc tế đã trải qua hơn 80 giờ thi đấu căng thẳng với gần 900 lượt đua trên những cung đường đua được thiết kế bởi hai chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế đường đua đến từ Australia và Malaysia. Mặc dù địa hình đua tương đối khó, các vận động viên phải trải qua các đoạn đường sâu trong rừng, vượt dốc dựng đứng, vượt suối, vượt sình lầy trong điều kiện thời tiết bất thường. Có lúc phải tạm hoãn do mưa nặng hạt, nước ngập sâu. Nhưng với các tay đua thì đây là những thử thách để chinh phục, là nơi lý tưởng cho bộ môn đua ô tô địa hình. Có rất nhiều cái đường khó để tự nhiên ấy, để cho anh em bọn mình có cái sân chơi. Đường đua là địa hình tự nhiên luôn có những bất ngờ cho các tay đua. Trải qua 5 ngày thi đáng nhớ tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, hầu hết các tay đua đều mong muốn giải đua này sẽ được duy trì hàng năm và được trở lại đường đua tại Buôn Đôn để cộng đồng yêu thích bộ môn đua xe địa hình có nơi để thực hiện đam mê của mình. Con người ở khu vực Đắk Lắk này họ đón đoàn chúng tôi một cách rất là vui vẻ và nồng nhiệt. Một cái đấy là làm cho mình rất là hân hoan. Song hành cùng các đội đua không chỉ có ban tổ chức, các đội hậu cần, đơn vị truyền thông mà còn có cả hàng ngàn lượt khán giả trên mọi miền đất nước đến theo dõi và cổ vũ một cách cuồng nhiệt, tạo động lực lớn cho các tay đua, tạo nên thành công cho giải lần này. Thì tới thời điểm hiện tại thì giải đua đã hoàn thành và thành công theo cái kế hoạch đặt ra ban đầu. Nhiều cái hoạt động đã có những cái sự thành công ngoài cái sự mong đợi của ban tổ chức cũng như là địa phương. Ví dụ như là cái lượng khách đến với địa phương trong suốt cái thời gian diễn ra cái giải đấu, và đối với lại các cái vận động viên quốc tế thì họ cũng rất là hài lòng về cái đường đua tại địa bàn huyện Buôn Đôn. Với việc tận dụng ngay tại huyện Buôn Đôn về địa hình để làm đường đua thì giải ô tô địa hình vượt thử thách đại ngàn Buôn Đôn 2023 Sainlun Cup cũng đã góp phần quảng bá hình ảnh du lịch của địa phương đến với du khách trong và ngoài nước. Vâng, đúng như vậy. Đây cũng là cú hích để đánh thức tiềm năng lợi thế du lịch huyện Buôn Đôn nói riêng, tỉnh Đắk Lắk nói chung. Qua đó đưa ngành công nghiệp không khói của tỉnh phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Và tôi cũng hy vọng là sớm được gặp lại các đội đua tại mảnh đất đầy thú vị này.